Thưa quý vị, gần đây thì dịch bệnh trên địa bàn quận Liên Chiểu diễn biến rất phức tạp. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa phối hợp với các ngành chức năng kiểm soát dịch bệnh, Công an quận Liên Chiểu đã tăng cường lực lượng xử lý nghiêm các hành vi chưa tuân thủ lệnh giãn cách theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. 500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã được Công an quận Liên Chiểu nhắc nhở xử lý trong tuần qua. Trong đó, Công an các phường Hòa Hiệp Nam và phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đã phát hiện hai nhóm gồm 12 thanh thiếu niên đang tụ tập uống nước và đánh bạc dưới hình thức tiến lên, không giữ khoảng cách, không mang khẩu trang, vi phạm quy định về phòng chống Covid-19. Phát hiện và ngăn chặn 7 thanh thiếu niên đang cầm theo dao phóng lợn để đi giải quyết mâu thuẫn nhằm không bỏ sót địa bàn. Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự Công an quận Liên Chiểu có chia thành 6 tổ công tác để đảm bảo các ca trực tại các chốt kiểm dịch mỗi ngày, gắn với tăng cường tuần tra lưu động, kiểm soát địa bàn, phối hợp với chính quyền, tham gia truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, tổ chức nhiều đợt truy đuổi xử lý vi phạm an toàn giao thông ngay cửa ngõ ra vào thành phố. Những ngày qua thì là lực lượng Công an quận Liên Chiểu cũng như là Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự ra quân 24/24 có mặt trên các tuyến đường của quận Liên Chiểu thực hiện nhắc nhở người dân thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch, hầu như là người dân chấp hành tốt, nhưng sau đó thì cũng có một thiểu số người dân là chưa ý thức được việc là chấp hành quy định 5K của thành phố đưa ra. Những trường hợp nào mà không nhắc nhở được thì chúng tôi sẽ cương quyết xử phạt theo quy định của thành phố. Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết người dân trên địa bàn quận Liên Chiểu nhận thức được tình hình dịch bệnh phức tạp nên chấp hành tốt, hạn chế ra đường. Công tác tuần tra kiểm soát chủ yếu nhắc nhở những trường hợp bán hàng rong, những xe tải nhỏ bán hàng lưu động đậu đỗ sai quy định trên các tuyến đường, hỗ trợ người và phương tiện đến từ các tỉnh có dịch đi qua địa bàn thành phố an toàn, thuận lợi, kịp thời phát hiện ngăn chặn các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát Giao thông Công an quận Liên Chiểu đã triển khai dịch vụ đăng ký xe trực tuyến cho công dân qua hệ thống đăng ký xe toàn quốc, góp phần tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các giao dịch hành chính có liên quan trong thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp.